việc nên làm khi chuẩn bị bước vào tuổi 30. Thưa quý vị và các bạn, trước tuổi 30 là thời điểm hoàn hảo để khám phá những công việc mới, để xác định chính mình đam mê cái gì. Con người theo đuổi đam mê là đúng, và có nhiều đam mê cũng không sai. Đến tuổi 30 nên nhớ đây không phải là giai đoạn cho phép bạn lông bông mãi. Tuổi 30 là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của bạn, là thời điểm lý tưởng để thiết lập những mục tiêu lâu dài về gia đình, sự nghiệp và tài chính để chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều người nói rằng cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu sau khi bạn 30 tuổi, bởi lẽ đó là khi chúng ta ý thức về sự độc lập, biết chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra, hiểu được những mong muốn chính xác của mình. Nếu bạn đang dần tiến đến cột mốc quan trọng trong cuộc đời, tuổi 30, hãy bắt đầu tập trung nỗ lực và kiên trì xây dựng những bước đi nhỏ cho sự nghiệp về sau là vừa. Nếu muốn sớm trở thành một người làm chủ được cuộc sống, có thể biến giấc mơ trở thành sự thật và đạt được thành công tối đa trong phần còn lại của cuộc đời, thì có những điều bạn cần thực hiện ngay hôm nay, đó chính là không ngừng học hỏi và phát triển bản thân mình. Đừng nghĩ rằng đã bước ra khỏi ghế nhà trường, cho dù bạn có lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, nghĩa là bạn đã hoàn thành việc học và ngừng học hỏi. Một trong những sai lầm lớn nhất mà hầu hết mọi người mắc phải, đó là ngừng học hỏi để nâng cao bản thân. Có câu, chúng ta ngừng phát triển ngay từ thời điểm ta ngừng học hỏi. Việc học cũng không chỉ gói gọn trong việc tập trung vào những kiến thức chuyên môn phục vụ cho công việc. Nếu muốn phát triển sự nghiệp trong tương lai, bạn cần phải nắm vững rất nhiều kỹ năng sống khác nhau. Hãy sử dụng khoảng thời gian trống để học những kiến thức và kỹ năng mới, tìm đọc những quyển sách bổ ích mỗi ngày, tìm kiếm những môi trường có thể giúp bạn làm mới mình, phát triển mình, bước ra khỏi cái hộp của mình để chủ động tìm kiếm và kết giao với những người bạn mới. Có thể ngay bây giờ chưa cần đến, nhưng chắc chắn trong tương lai, đó sẽ là những hành trang quan trọng hỗ trợ đắc lực cho bản thân bạn trên hành trình gây dựng sự nghiệp. Thứ hai là đầu tư về sức khỏe. Tuổi trẻ có hai thứ lãng phí rất nhiều, đó là thời gian và sức khỏe. Nên nhớ rằng, người có sức khỏe thì có 100.000 ước mơ, còn người không có sức khỏe thì chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là được khỏe mạnh. Hãy bắt đầu học cách quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn từ bây giờ. Đừng để đến khi phát hiện ra một căn bệnh nào đó thì đã quá muộn. Sức khỏe là tài sản quý giá giúp bạn thành công trong tương lai. Do đó, bạn nên lên kế hoạch cho các buổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ và hăng hái tập thể dục mỗi ngày. Xây dựng thói quen sống lành mạnh, ăn uống bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cả lượng và chất. Đầu tư cho sức khỏe luôn là đầu tư có lợi nhất mà, đúng không? Thứ ba, sắp xếp lịch làm việc sinh hoạt khoa học. Nước tới chân mới nhảy là căn bệnh của tuổi trẻ, không phải của những người trưởng thành. Do đó, bạn cần xây dựng cho mình một kế hoạch cân bằng công việc và cuộc sống để không thể bỏ lỡ bất kỳ điều quan trọng gì. Thói quen ngăn nắp và có kế hoạch trong cuộc sống sẽ giúp bạn sử dụng thời gian một cách hiệu quả và đón nhận thành công dễ dàng hơn trong tương lai. Đừng nói với tôi rằng bạn không có thời gian. Thời gian là của bạn. Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày, không hơn không kém. Còn việc sử dụng nó như thế nào là do bạn. Xung quanh bạn có biết bao nhiêu người cũng chỉ với 24 giờ đó có thể làm được đủ mọi chuyện, thì tại sao bạn lại không làm được? Đừng lấy thời gian để bào chữa cho tính lười biếng của bản thân mình. Và thứ tư, học cách tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân. Bạn phải học cách quản lý tiền trước khi có thể kiếm được nhiều tiền, chứ không phải đợi đến khi có thật nhiều tiền mới bắt đầu học cách quản lý. Đừng suy nghĩ chỉ vì mức lương không cao nên bạn không cần tiết kiệm hoặc tâm lý tuổi trẻ cứ hưởng thụ hết mình. Hãy dành ra một phần cố định trong quỹ lương hàng tháng làm khoản tích góp chuẩn bị cho sau này. Tìm cách cắt giảm những chi tiêu không thật sự cần thiết. Và bạn cần nhìn lại mà xem, hầu như những thứ mà bạn mua sắm, chi tiêu chẳng phải đơn thuần là vì chạy theo trào lưu, hay là để phục vụ cho sĩ diện của bản thân, để thể hiện đẳng cấp đó sao? Trước khi có thể tự tay xây dựng cho mình một sự nghiệp đáng kể, để có thể tự hào mà ngẩng mặt nhìn đời, hãy dẹp qua một bên cái sĩ diện hảo, cái đẳng cấp dẫn đó đi. Một người trưởng thành chẳng bao giờ chứng tỏ bản thân bằng cách đó đâu. Thay vì vậy, hãy tập sống đơn giản, tiết kiệm và gửi tiền vào tài khoản thành công của bạn. Đến một khi bạn quyết định đầu tư,
hoặc thực hiện một dự định khởi nghiệp kinh doanh nào đó lớn lao, số tiền này sẽ là phao cứu sinh thần thánh của bạn đấy. Thứ năm, củng cố niềm tin vào bản thân mình. Đã U30 đến nơi nhưng vẫn chưa ổn định, có phải do năng lực bản thân yếu kém không? Đừng để những tư duy tiêu cực cản trở động lực tiến thân của bạn. 30 chưa phải là Tết. Hãy tập thói quen đặt niềm tin vào bản thân mình. Luôn nghĩ rằng bạn có thể làm được thì bạn mới có thể tự tin để gặt hái thành công phía trước. Bản thân bạn là một thứ tài sản có giá trị nhất. Hãy cứ mạnh dạn bước đi, dù có thất bại thì đó cũng sẽ là kinh nghiệm cho bạn sau này. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 đây không phải là lúc bạn bay nhảy với những ước mơ hay vẽ vời những lý tưởng viển vông, mà cần tạo hướng tới cuộc sống thực tế, tạo thêm nguồn thu nhập, dành thời gian cho các chuyến đi, tận hưởng cuộc sống. Muốn đạt được một mục tiêu nào đó trước tuổi 30 không chỉ có một kế hoạch rõ ràng mà đòi hỏi cần phải có sự kiên trì và nỗ lực. Thành công không đến chỉ sau một giấc ngủ. Hãy cố gắng tạo ra những thay đổi nhỏ từ hôm nay, rồi một ngày thành công cũng sẽ gọi tên bạn. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho tuổi 30 hay chưa? Hãy chia sẻ ngay dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hết chia sẻ của ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.